Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại khu vực cầu vượt Metro. Ngày hôm nay gửi đến với các bạn một số hình ảnh về khu vực cầu vượt Metro và cung đường mới làm ven sông tại khu cầu Hóa An. Và đi dạo một vòng xung quanh thành phố Biên Hòa, quay cập nhật tình hình ngày hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2024 cho quý các bạn cùng xem. Đây là quang cảnh của cầu vượt Metro nè quý vị. Ngày hôm nay thì giờ này thì Biên Hòa không có mưa, trời rất là mát quý vị. Tiếp tục thì kênh này của tôi sẽ di chuyển hướng ra khu vực cầu Hóa An và đi dọc khu vực xung quanh bờ kè mới làm ha quý vị. Đây là khu dưới chân cầu vượt nè quý vị. Được trang đèn rất là lung linh, rất đẹp. Có những cây cao cảnh nó ra hoa nè quý vị nè. Khu đường chỗ này là đường Nguyễn Ái Quốc nè quý vị. Và đi thẳng lên khoảng 500m thì mình sẽ đến khu cầu vượt và đặc biệt là khu cầu Hóa An. Buổi tối ngày hôm nay đi dạo một vòng thì rất là mát quý vị, thời tiết rất là dễ chịu. Đây là góc ngã tư đường Nguyễn Du. Phía bên phải đây là đường Nguyễn Du đi vào Văn Miếu quý vị. Đường này sắp tới nó sẽ mở rộng để làm một cái đường dẫn vô sân bay. Phía bên trái là đường đi vào cây tràm quý vị. Đây là khu vực bến xe đây quý vị. Khu bến xe Biên Hòa. Bên đây là cầu vượt đi lên trên, đi thẳng ra cầu Hóa An quý vị. Phía hầm chui ở dưới đây thì khu vòng xoay này thì có hai đường, một đường rẽ phải thì đi vào đường Huỳnh Văn Nghệ vào khu du lịch Bổ Long, rẽ trái thì mình sẽ đi vào đường Cách Mạng Tháng 8. Đây thì Biên Hòa đang làm rất là nhiều dự án quý vị, đặc biệt là dự án bờ kè sông. Sau này thì Biên Hòa sẽ làm một cái đường với chiều rộng là 32m nối liền từ khu vực Biên Hòa và đi xuống tới khu vực Tam Hiệp luôn quý vị. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai của tôi sẽ rẽ vào cung đường mà đang là làm giải tỏa để làm cung đường ven sông rồi quý vị nè. Đường này làm cũng được khoảng 50-60% rồi quý vị. Tối đến thì có một số người ra đây ngồi uống nước rất là mát.
sau khi họ kè xong hết cái bờ kè dọc bờ sông này thì họ sẽ đổ bê tông quý vị. Đây là tuyến đường này, nó sẽ đi xuống tới Bù Long luôn. Đứng đây thì mình sẽ thấy cầu Hóa An rất là đẹp, được làm đèn hình dích dắc. Cái quán nước như vậy là cuối tuần sẽ rất là đông quý vị. Cầu Hóa An cũng rất là đẹp, cầu Hóa An thì có chiều dài gần 1 cây số quý vị. Đó, quý vị thấy đẹp không? Tiếp tục thì cái hôm nay của tôi sẽ di chuyển vào khu cầu Hóa An, đi một vòng khu vực cầu Hóa An, sau đó đi vòng xuống khu phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Cầu ở phía dưới là quý vị, còn cầu phía trên cao kia thì được xây dựng sau khi cây cầu này nó quá nhỏ quý vị, cho nên là hay bị kẹt xe. Chính vì vậy mà phải xây dựng một cây cầu bự hơn để giảm tải cái tình trạng kẹt xe. Tiếc là Đồng Nai không có một cái cầu nào biểu tượng đó quý vị. Hy vọng rằng trong tương lai thì Đồng Nai sẽ có một cây cầu biểu tượng, chẳng hạn như cây cầu biểu tượng hình con nai cũng được quý vị. Mình có thể mình làm mỗi một cái trụ đèn là biểu tượng một con nai và đi dọc theo cái cầu luôn, thì cũng là một cái điểm nhấn khi mọi người đặt chân đến với Biên Hòa, Đồng Nai, cũng có một cái kỷ niệm nào đó về vùng đất trên 300 năm này. Tại Phan Thiết thì quý các bạn đi ngay chỗ Bùng Binh thì chúng ta có thể thấy được biểu tượng trái Thăng Long, cũng rất là hay quý vị. Hay quý vị nào có về Đồng Tháp thì chúng ta thấy ở Bùng Binh có một cái trái xoài rất là lớn, đó là biểu tượng của xoài cát Hòa Lộc của Đồng Tháp quý vị. Ở đây là Bùng Binh, một đường rẽ về Bình Dương về Tân Ba, một đường rẽ về Tân Vạn. Biết đâu sau này Đồng Nai sẽ có biểu tượng làm một trái bưởi tại khu Bùng Binh cũng rất là đẹp ha quý vị. Chính xác là dài 786,2 m. Hồi xưa thì Đồng Nai có tổ chức những cái quán cà phê, rồi mình đi du thuyền ngồi trên đó uống nước và đi lên tới trên cầu, đây đi qua cầu quý vị.
lên tới gần Bửu Long, sau đó quằn về. Tuy nhiên bây giờ thì không có những cái tuyến du lịch như vậy nữa. Đứng trên cầu này thì mình xa xa thấy khu vực phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Cầu này thì cũng rất là nổi tiếng, người dân Biên Hòa hay gọi là cầu Hóa Kiếp. Việt Nam chúng ta thì hiện nay miền Tây là khu vực có nhiều cây cầu dây băng nhất. Ngày hôm nay thì xe di chuyển cũng không có nhiều. Điểm này là 7 giờ buổi tối rồi quý vị. Tiếp tục thì Cân Đồng Nai với tôi sẽ di chuyển vào phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Phía góc bên trái đây là cây xăng cầu mới nè quý vị. Phố đi bộ Nguyễn Văn Trị thì vào các ngày cuối tuần sẽ ngăn lại và không cho xe di chuyển vào khu phố đi bộ. Đây trước màn hình quý vị là cổng phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Bữa nay nó không có lên đèn quý vị. Đi dọc cung đường này thì các hàng quán rất là nhiều ha quý vị. Đặc biệt là các hàng nước, hàng cá viên chiên, gà nướng rồi hột gà nướng rất là nhiều. Phía bên tay phải đây là công viên ánh sáng. Công viên này làm kỷ niệm Biên Hòa 325 năm hình thành và phát triển. Ngày thường thì chúng ta được đi vào trong đây chứ cuối tuần thì phải đi bộ, mình gửi xe mình đi bộ vào quý vị. Thấy là khu này hàng quán nhiều không? Rất là nhiều quán luôn. Đồ ăn vặt cũng có mà đồ ăn như là phở, hủ tiếu cũng có quý vị.
Đây các cửa hàng cá viên chiên, chân gà, ngâm xả tắc, rồi kem dừa Thái Lan, đủ các loại hết. Phía bên trái đây là đình Tân Lân này quý vị. Và cuối tuần thì nó sẽ ngăn từ khu vực chỗ này đến khu ở phía đầu, ngay chỗ mình đi vào cái cổng phố đi bộ quý vị. Gà nướng nè, ngon chưa? Rồi cái này là ruột heo hả chú hả? Cái này phá lấu heo á. À, phá lấu. Cái này thì gà, gà còn 2 thứ. Hấp dẫn quá. Cảm ơn chú. Ở Biên Hòa cũng rất là nhiều người dân miền Tây lên đây lập nghiệp sinh sống và buôn bán quý vị. Đây quý vị thấy những tuyến đường mà những người xa quê hương có thể thấy là một trong những tuyến đường rất là quen thuộc tại khu chợ Biên Hòa. Quang cảnh chợ Biên Hòa vào buổi tối ngày 9 tháng 5 năm 2024 rồi quý vị. Rất ít cung đường mà có những cái cửa hàng mà bán nhiều đồ ăn như vậy nha quý vị. Đặc biệt là chỉ có khu đường phố đi bộ Nguyễn Văn Trị này thôi. Khu này tập trung các cái hàng ăn vặt rất là nhiều. Tiếp tục thì căn hôm nay của tôi sẽ di chuyển vào đường Nguyễn Trãi. Phía bên phải đây là chung cư Thanh Bình rồi quý vị. Đây họ bán các cái đồ cúng, các cái lư nhang. Bên phía bên đây thì bán đồng hồ. Tiếp theo thì kênh đồng này của tôi sẽ di chuyển vào đường Cách Mạng Tháng 8. Phía trước màn hình của các bạn là nhà thờ giáo xứ Biên Hòa, phía trong đang có thánh lễ quý vị. Thế vòng xoay sông phố này quá trời đẹp luôn, bữa nay lên nước rất là lung linh. Đây khu này cũng rất là đông rồi quý vị. Sầu riêng với lại bán bánh đa kẹp dừa, bắp với lại hạt dẻ. Phía bên tay trái màn hình quý vị là bệnh viện Trung Cao ngày xưa, và bây giờ là một cái bãi giữ xe nè, bãi giữ xe hơi rất là hoành tráng.
phải giữ xe này rất là rộng ha quý vị. Biên Hòa rất cần những cái bãi giữ xe như thế này quý vị, tại vì khi mà thành phố Biên Hòa phát triển, đặc biệt là du lịch, thì nhu cầu xe hơi và hiện nay thì đời sống người dân cũng được cải thiện rất là đáng kể. Họ đi xe hơi cũng rất là nhiều, nên là cần có những cái bãi giữ xe để đậu vào những cái bãi giữ xe đó thì sẽ không có bị kẹt xe và mất trật tự. Đây, phía bên đây có quán bò 60, quán này cũng rất là đông ha quý vị. Đây là một cái tuyến đường mới nè, khu hẻm số 17 này. Đường này chúng ta sẽ đi thẳng ra đường Hà Phi Giáp. Trong đây cũng có một vài quán ăn cũng rất là đông, thu hút rất là nhiều các bạn trẻ vào trong đây quý vị. Đây có quán nướng này. Đó, mình đi thẳng ra đây mình sẽ ra được tòa nhà 5 tầng. Ngay cái khu chỗ này bữa có một người té chết đó quý vị. Trong nó đang hàn xì. Đây là một cái khu mà buổi tối rất là nhiều các bạn trẻ ra đây và ngồi dọc lề đường uống sữa đậu nành. Có thể nói là ngày hôm nay là một cái ngày rất là lý tưởng, ngày dạo quanh thành phố Biên Hòa rất là mát mẻ quý vị, không có mưa như ngày hôm qua. Hai ngày trước thì có hai trận mưa rất là lớn, một trận mưa cực kỳ lớn tại khu vực Tam Hiệp và Biên Hòa, một trận mưa thứ hai là tại Tân Hiệp, mưa rất là lớn giống như là một trận lụt với quý vị, nước xả rất là mạnh. Phía bên đây có cà phê Chú Long nữa nè. Vậy là ở đây có thêm một tiệm cà phê Chú Long nè. Cà phê Chú Long ở dưới Long Thành cũng có một cái gì. Vậy là ở Đồng Nai có ba cái cà phê Chú Long. Đây là khu vực tháp vòng xoay đồng hồ tại công viên Biên Hùng. Tiếp tục thì camera của tôi sẽ di chuyển vào phía trong ga Biên Hòa. Khu tòa nhà Tín Nghĩa sau khi khánh thành xong sẽ rất là hoành tráng quý vị. Trong đây cũng rất là nhiều quán ăn quý vị. Đủ các loại đồ ăn luôn, bánh ướt rồi bột chiên rồi phở, cơm tấm, hủ tiếu, mì Ý. Phía bên trái đây là dịch vụ mai táng Mai Phùng Xuân đó quý vị. Đường vào trong ga thì cũng khá là tối. À,
ở đây trước mặt hình quý các bạn đó chính là ga Biên Hòa. Ở đây cho những xe 24/24 luôn quý vị. Thì cái này của tôi sẽ di chuyển trở ra bên ngoài khu vòng xoay tháp Đồng Hồ. Và ngày hôm nay thì kênh hôm nay của tôi gửi đến với các bạn một số hình ảnh dạo quanh khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa, các điểm như là cái đường mới làm tuyến đường dọc ven sông cầu Hoa An, chợ Biên Hòa, và điểm cuối đó chính là khu vực vòng xoay Biên Hùng và nhà ga Biên Hòa. Đến đây kênh này của tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý bạn yêu mến kênh đồng này của tôi, quý bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe, đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh đồng này của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.